cục tá dạy hả anh? Hả? Dạy anh dạy hả? Em ra trước nha. Để em ra kêu mấy đứa nhỏ luôn. Nãy giờ mình nấu lục với anh Giang, nghe anh dạy rồi. Dạy mấy đứa ơi. Mày hả? Vô là tiểu phẩm hả? Dạy. Dạy ra ăn sáng nè. Sáng là anh thấy em dạy sớm em làm gì vậy? Mà có ai mà mới ngủ thức dậy mà mít bọng rồi tóc tai đổi đầy đủ như vậy không? Ai gắn cho tụi em? Mới vô người ta lôi đầu tụi em dậy rồi xong anh kêu đeo vô. Vậy là ảnh còn thực tế hơn anh nữa. Trời ơi, anh Nam Thanh này ác thiệt. Ngủ ngon không? Anh nấu đồ ăn sáng hả? Wow. Anh nấu đồ ăn sáng rồi. Nấu cho ba đứa với anh Giang luôn. Thôi đi ra ăn sáng. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp, trời mưa, âm u, mù. Âm u mù luôn hả? Ừ. Oh, hello, good morning. Good morning anh. Tiết mục dành tặng cho anh một buổi sáng. Chú chương vàng, chú chương vàng, chi nhà phường, chi nhà phường, đệ đi. Anh tính chọn cái ly hay gì mà anh nhìn cái ly vậy? Có gì vui không? Mới tập nguyên một buổi sáng đó. Hai ba. Chú chương vàng. Thôi thôi đi mấy bác. Ăn sáng chưa? Đây em có nấu rồi. Đem ra ăn đi. Em nấu đem lên nha. Anh Phát ơi, anh Phát. Chu Trương Giang, chu Trương Giang, chị nhà phường, chị nhà phường. Thương tô đi, bỏ cái dĩa dưới cái chừng nóng. Ủa cái ga này mình dùng được không anh? Được luôn, ai thích ăn rau gì cứ bỏ vô trước đi, qua đây anh chan nước cho. Biết cái này là lấy cảm hứng từ đâu không? Từ đâu anh? Tiệm nét. Ủa này là của chú Giang nè. Rồi lên em. Để đây làm cho anh. Nè lại đi, lẹ đi xong lên chỉnh. Ngồi tóc xô với anh đi rồi để anh làm cho anh. Sao đổi nước vậy? Em để đá vô. Hành ngò đồ đâu, cắt rau cắt đồ chẳng. Giờ biết có dạng ngon không? Tô cháu lòng nó không khỏi ha. Trời ơi. Mấy cái giò cháu quay. Trời. Giá đồ vô ha, rượu vô xong mình để bánh phở vô. Thôi thì sáng nay cũng có gì, gia đình có ít mì gói với rau, mời các bạn ăn. Trời, trong tủ lạnh có kim chi không lấy ra ăn. Ăn không? Có kim chi rồi có tùm lum thứ. Có tương ớt không anh Phát? Có luôn. Tương ớt đây cho đỡ đau. Không có ăn chút. Không. Đó, thấy người không? Nó cắn người trái đâu. Thì nó ăn xong tối nó thiền đó. Dạ, nó ăn xong tối thiền còn clip nữa mà. Con có bay. Đưa chú coi. Cái chuyện thiền người làm như xấu xa cái là. Đúng rồi, tốt mà sức khỏe. Không mà. Có mai mà khùng điên vậy. Ai thiền mà cười mính chi? Đâu hai con lọ về cái thấy nó gì đó hết hồn. Này nó xỉn rồi nè mọi người. Thì cái mặt mình nó, cái tâm mình nó kỳ lắm. Ăn thêm rau rồi lấy rau. Trời ơi, thấy anh Phát được không? Như một cô ba. Thôn nữ. Hôm qua xong vô ngủ liền hay làm gì nữa? Vô ngủ liền. Có anh Phát lấy đồ vô nhậu nữa chú. Ai? Ủa vậy? Nghe nó lông vô ngồi thiền đó. Đủ cái trò. Lúc người ta quay hình á thì không có trò. Lúc người ta đi ngủ mới có trò. Không quay được. Hay có chợ mới có nên tuyệt vời. Ê, cũng hết mưa rồi. Đây, chúng ta có một buổi sáng thật là trong lành. Mặc dù mưa có rơi nặng hạt và cũng đã tạnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón những người anh em mới đến với gia đình mình. Xe đã tới rồi. Xe lên. Trời anh ơi, anh Giang ơi, em hào hứng khúc này quá. Ôi. Nếu em không về mùa thu với anh thật dài, anh sẽ hello hello anh, how are you? Phai em phai đánh kêu anh díu này không nói chuyện. Ôi, đẹp trai. Hello giờ
Ủa sao hồi nãy nói là mưa cái xong nào rồi em tới hết mưa luôn rồi. Hết mưa luôn rồi. Mưa luôn nha. Hay quá. Vô đây cô ba chăm sóc cho em. Vô đây anh. Gì vậy? Có cô ba, hôm nay có cô ba đâu ra nữa. Cô ba Nguyễn nha. Mới xuống anh. Này mấy đứa nhỏ mới lên chơi. Hello em. Hello. Xin chào. Bây giờ còn còn sống nữa. Dạ, còn sống. Hello. Ủa sao hôm nay nhà anh đông vậy? Thì đó. Mấy bé này là hôm qua tới chơi. Dạ, dạ. Chuẩn bị về rồi. À, chào em. Đấy. Anh nghe đồn anh em anh hành xác dữ lắm. Mấy anh bảo trọng. Anh bảo trọng nha. Thôi mình đi vô nhà gỗ chứ hả? Gỗ đi mưa quá làm chết in sao? Rồi ngồi chơi. Ồ, lần trước buổi tối xuống đây cảm giác mình không thấy hết được á. Cảm giác nó không có bự, sao giờ thấy nó bự quá anh. Nhưng cũng vậy thôi à, đâu có nữa đâu. Anh thiệt nó anh lấy hết nguyên cái lô bên kia mấy chục hecta rồi làm. Không có. Hôm qua em mới được coi sổ rồi. Từ đây giống thẳng 7 km vuông là của anh hết. Không hết tầm mắt đó đúng không? Không kiểu không có tầm em, mắt. Em mới coi sổ đi, em không biết đâu bữa anh có nói lúc anh sinh nhật Phương á, anh có nói nhỏ nhỏ là anh em chơi thân mốt anh chia cắt mỗi đứa một khúc gì đó. Đất Anh Giang là cò bay mỏi cánh á. Đất Anh Giang á là cò bay là phải để mỗi bịch thức ăn cách vài cây số phải không? Nó tới nó ăn cái nó uống nước xong nó bay tiếp phải không? Chạm dần chân đó. Đúng rồi. Rồi, mọi người uống nước. Rồi giờ mình làm gì anh Giang ơi? Ngồi chơi nói chuyện rồi đây, giới thiệu đây là Long Lông Lá. Dạ, con biết. Bác Hồ với lại Đạt Ca. Ừ. Ba bạn này biết mà. Anh Thiện, anh chỉ Thiện. Mình dạ. Tên Luân. Dạ em biết á. Mình tên Luân. Nếu như đi học rồi học lớp. Lâu rồi nha, em mới có cảm giác dậy đi làm sớm. Tại cũng mấy tháng rồi phim xong á, em đâu có dậy sớm đâu. Nên là bị cảm giác là mình sẽ dậy sớm, cố đi ngủ. Trời ơi, em nằm 1 giờ mấy, 2 giờ mới ngủ được á. Mà ngủ tầm 4 giờ mấy em dậy rồi. Bị tâm lý á. Đúng rồi. Sao mày dậy sớm? Ừ, 9 giờ. Mà em nghe nói là dưới đây là buổi trưa cho nghỉ tới 3-4 tiếng lận cho nên em cũng không lo. Buổi trưa nắng mới nghỉ, còn trưa mưa đâu nghỉ. Ủa vậy hả? Mưa trời. Mát mà nghỉ chi? Bữa nay thì quá thời tiết kêu bão nha. Ừ, hồi nãy mưa, tới đây tự nhiên vừa bước vô cổng vừa hết mưa luôn. Mưa đó. Hồi nãy trên đường đi mưa lớn á. Hồi nãy mưa lớn á. Nói chuyện đi mấy đứa, nói chuyện với anh cho vui. Không, bình thường cũng có coi hai bạn này coi ở hát ở cà phê. Hát cà phê cũng tấu hài dữ lắm. Đang lỡ. Ủa, hát cà phê của hai em hả? Của nó thôi. Cà phê của Đạt. À, của em hả? Dạ. Nó mời em về hát nhưng mà không có trả tiền. Ê, nói vậy tao mày đùng với nhau, nói có phước cùng mượn có quả chia, giờ mày nói vậy mày mượn sống chừng hình. Thằng này nó không được, mọi người đừng mời nó. Em mời à, thấy em mời á. Tại lúc đó lúc em mở xong cái em có nhắn Long kiểu bạn có muốn chơi không, tại vì lúc hai thằng đi hát không à cũng thích hài á. Cái xong tự mở tự ờ, tại vì anh có coi cái đoạn nào mà em hát cái bài gì á, cái gì xong này cười ha ha. À, ta cười vào mặt ta đấy. Ờ, ta cười vào mặt ta đấy. Hôm qua hay hôm qua giờ hát bài đó chưa? Hát xong cái em xuống hồ đó. Hồi xưa trước khi đi diễn hài anh cũng đi hát giống tụi em á. Rồi sao nữa? Hát cũng đã mắc cười quá, qua chuyển qua diễn hài luôn. Bây giờ anh có cái sản phẩm nào thành công với em nhạc chưa? Lúc đó nghèo quá đâu có tiền làm sản phẩm, đi hát thôi, đêm có 50 ngàn. Hả? Ừ, hát 50 bài mà đêm có 50 ngàn. Tội lắm. Ai cấp quyền nha? Tối anh nói anh có mấy cái bài anh viết mà. Sao biết? Tối nói đó lúc mình ngồi đó. Ôi, anh viết dữ lắm. Anh viết 50 bài anh hát luôn hả? Ừ. Anh viết mà chưa có tiền phối khí. Đang nhờ Nguyễn Vũ đây. Để sắp tới mà ra đó, gửi cho mọi người ha. Âm bùm luôn anh. Âm bùm luôn. Ủa mà anh Luân cũng ca anh sĩ Giang nè. Anh Giang nói gì đi anh Giang? Kìa người ta hỏi em kìa. Hả? Anh Luân cũng ca sĩ nè, sao là... Dạo này anh cũng đi hát người ta trả 50 bài. Vậy hả? Nên chuyển qua anh đi diễn rồi, đóng phim ơi. Đóng phim nhiều hả? Đúng rồi. Mà anh còn hát không? Anh còn chứ em. Còn hả? Trời ơi, sắp ra sản phẩm mới quá giờ luôn á. Chỉ có bài vừa rồi là hơi flop chứ thôi. Sắp nha, sắp tới là hát tới bến luôn. Okela luôn đúng không? Chứ gì nữa. Cái bài vừa rồi luôn, có bài gì cũng hay đó. Đồ anh Phúc lấy cô đơn hả? À, mất em là mất tất cả vậy đó. Đúng rồi. Cứ chia tay người mới có một bài. Nghe bài đó chưa? Ừ, hôm nay nghe nói có Như. Như nào? Khải Như. Lớn tuổi chương trình loại. À. Rồi gì mà bả gọi em, bả giống như bả là người từ chối anh. Dạ. Thì ra là bả bị loại mà bả muốn tạo giá phải không? À. Chứ gì nữa, mấy cái này mấy người lớn tuổi á nguy hiểm lắm. Nữ chương trình anh là 97 thôi. 97 trở về sau, ví dụ 97, 98, 99, 2000. À, nam thì không giới hạn độ tuổi nhưng mà nam thì tuổi nào cũng chơi. À, dạ. Nam giới hạn giới tính. Em nghĩ nam thì giới hạn tiếng cười. Khải Như thì 79 lận cho nên là luôn á, luôn tuổi quá. Khải Như 87. 87. Ê, tự nhiên khui tuổi nhỏ. 87 tuổi mèo hả? Đúng không? Thì nó mới tin mèo mà. Ừ. Anh thấy bình thường em bận những cái bộ ở cái nhà trọ này chỉ được phép có một người phụ nữ mà thôi.
anh định nói cái chuyện đó luôn á, tại vì thường anh thấy em không có ngồi như vậy, em ngồi cái bắt chiếc chân em ngồi vậy này là đực không à, em phải tâm lý trái cho nó âm dương cân bằng lại. Okay, cô ba ừ, chứ còn mà hoa hậu tới là em tâm lý đực. Em liếm thắng lắm. Liếm thắng liếm thắng. Anh cảm giác cái tính từ nó sai sai đó, luyến thắng là kiểu nói lắc léo luyến thắng. Em linh động chứ hả? Linh động là mình giới tính. Rồi bây giờ chúng ta có 6 người ở đây mình chơi trò chơi không? Chúng ta có một trò chơi đơn giản thôi, nhẹ nhàng, tất cả cùng chơi. Ở đây có những vật phẩm để dành tặng cho tất cả chúng ta là một thùng bia để sạc không dây, loa, nước mắm, nước tương, nước muối. Nước mắm, nước tương, nước muối là dùng để uống. Dưa hấu, ổi, xoài, mận là mang về. Nước muối, nước chanh, nước mắm, nước tương, nước chanh là dùng để uống. Ủa là sao là nước mắm, uống nước mắm hả? Nó có những cái ly nhỏ, one shot nè. Mấy cái shot mà để cho cocktail theo, á. Theo để em được biết là muối đó. Theo em được biết là nước muối là để khò, nước mắm là để chấm, nước chanh là để pha uống. Cho trong quán mình thấy nó sang, bây giờ mình cầm nước mắm uống đến nó bình dân quá hả? Ủa? Ai chơi đầu tiên? Mời mấy anh trước đi. Nó sẽ có thể là trực tiếp, có thể là tương tương trên bàn cũng được. Ủa ví dụ như bây giờ mà ai vô cái đó rồi thì lấy cái ly đó ra hả? Quà tặng thì mỗi thứ thì có một, chứ còn mấy cái nước uống này nhiều lắm. Mỗi người 3 lượt. Cái này làm em liên tưởng đến cái hội chợ mà hồi xưa mà thầy thấy đúng không? Đi trang luôn á, hồi xưa em chơi này cừ lắm. Cừ, trời ơi. Cái tay anh lưng anh vào, anh dài như cái xào vậy, anh muốn bỏ đâu. Trời ơi, xưa em chơi thưởng không ạ? À? Bây giờ em nhắm mắt một cái luôn nè. Trời ơi, nói gì nữa nè. Nè. Đó, nước mắm nè. Hồi xưa em chơi này cừ lắm, Hay quá. Này có cái miệng. Lận cái đó. Này có cái miệng. Ủa vậy ví dụ không vô gì thì sao? Không gì thôi. À thì thôi đỡ hơn bị uống nước mắm hả? Rồi ba lượt không có gì. Nhạt nhẽo quá vậy. Khó. Nhạt nha. Không. Cừ dữ ha. Thử cừ trước nha. Cừ. Nó trội vô cái đó. Cừ á, ấy là cừ vô mặt á. Khó. Rồi, em cảm giác anh chơi chiến thuật. Mấy đứa. Anh cố tình nó không vô phải không? Không, sợ không có vô. Không có. Lòng lẽ nó. Vô chứ. Rồi em nè, coi. Anh còn canh nữa mà, anh canh ký mận. Đúng rồi. Tại vừa thôi Long. Mình tưng tưng lên xui á. Bóng rổ. Bóng rổ á. Đúng rồi, vô đi. Không được đâu, nếu vậy nó sẽ tẩy ở ngoài à. Nó tẩy lên bị tưng ra. Đó đúng, đúng rồi. Đó đúng, đúng rồi. Đó đúng rồi. Nước mắt mắm. Làm sao vậy? Làm liền. Không có nói gì. 100%. Em tưởng tượng nó giống như trăm phần trăm whisky gì đó mà. Rồi nốt chỗ này nước. Vô phát chơi đi con. Đem nè. Ê thúi quá Long ơi. Đừng có ho vô đây Long ơi. Đừng nói chuyện. Vô. Ui nước muối. Hình như là nó día nha. Ui thằng bé nó rất là thích món này rồi. Vô là cái ly nước muối. Đạt. Đạt ca. Làm cốc nước mắm cho. Làm cốc mắm vô chung với bạn kìa. Thằng Đạt này là nước bột, nước mắm, hai nước cha, nước tương thôi, không chạy đâu thoát. Nước mắm. 1, 2, 3, vô. Vẻ mặt tự hào, mỉm cười trước những đau khổ của đời. Kinchana tên nên 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 nên. Em lấy cái loa đi anh. Ví dụ thua thì em thua gấp đôi. Cô ba chưa em chơi đặt. Cô ba chơi đi. Dành cho cô ba. Đạt hồi nãy em chơi người ta miệng thúi chứ giờ em cũng thơm. Nghiệp với anh, nghiệp với anh. Ừ, nghiệp tới liền luôn á. Nhanh được chứ. Để cô ba thử coi. Thử cũng mang đi. Phát là trúng được hai cái loa to rồi đó. Trời ơi, cái gì? Trời chi. Ôi. Em đặt ngôi sao hy vọng nha. Ngôi sao hy vọng là sao, em muốn sao? Bây giờ em sẽ lấy cái loa. Còn ví dụ thua thì em thua gấp đôi. Lấy cái loa là khi nào lấy cái loa? Thì em phải vô cái loa. Ý là bạn ấy nói là vô nước mắm, nước muối vậy, bạn quốc 2 ly. À là em, tại vì em hết lượt rồi. Hình phạt thì lấy gấp đôi, còn thưởng lấy 1. Ok. Rồi. Trời ơi. Nãy màu vàng rồi nó không có vía rồi, mình phải màu đỏ. Ba. Anh nó có hy vọng. Cô dám xài chiến thuật của cô ba. Ê, đi về
Một thùng bia. Cái này là hình phạt gấp đôi. Gấp đôi cái gì? Ở đâu ra? Đây, một thùng bia. Pilsner. Ok, em mời chị. Hai. Phải vậy chứ. Xin cảm ơn gia đình. Hai muốn có sao hy vọng nữa. Nhìn vậy ganh tị quá. Vô anh. Em chơi. Vẫn ngôi sao hy vọng vậy đúng không? Vẫn ngôi sao hy vọng vậy. Nước mắm. Rồi, hết. Tới em. Ngôi sao hy vọng luôn đúng không? Ngôi sao hy vọng. Tính em ham mê danh vọng quá. Không phải. Em ở đây hoài mà em chơi ngôi sao hy vọng nữa. Em thử vận may. lấy cho đủ ba cái loa mà. Nước. Đây tính ra anh Giang nó ok ha. Hai ngày phát con chưa có hy vọng đây ghi. Hy vọng. Chơi đi anh Phát. Chơi đi Phát, anh bảo ok cho. Để gì đây? Chơi đây là anh uống tiếp anh á. Anh có tiếp em chơi đi, đi nước mắm không? Em tỉnh chơi đều luôn á. Nghe anh đi. Anh đờ luôn á. Vô cái loa cho anh. Loa đúng không? Đúng rồi Phát ơi. Trời ơi. Wow. Nước chanh. Thấy chưa? Thấy chưa? Muối. Trời sáng sớm uống chanh muối thì còn muối rồi. Rồi. Rồi có ai hy vọng nữa không? Chơi đi Long. Em. Vậy em muốn lấy cái gì em nói trước. Em lấy cái lo nè. Rồi ok. Ai cũng nhìn chứ. Ừ đúng. Có cái lo, có cái lo miễn phí để em đi dụ hết nguyên văn nghệ sĩ. Hy vọng không vô cái lo của mình phải là nước mắm nha. Ôi trời. Còn cái đường của anh. Nước chanh nó từ chối. Đấy. Nước chanh mà chỗ nước mắm thì sao tao? Cái gì? Thôi sao hy vọng đi bạn. Ví dụ lỡ tao vô nước mắm thì uống tiếp tao nha. Không có đâu. Ủa làm cái gì? Mua bà chơi đi. Không, bà đang chơi để có một cái luật mới. Bây giờ cái luật nước tươi này bỏ đi. Này vì trước chúng ta nó dễ vô đúng không? Bỏ nước tươi đi. Đó. Để đây năm xị. Chơi. Ôi sao hy vọng. Đừng, tụi em phải tỉnh táo lên. Ủa anh, nhưng mà hình phạt là gấp 3. Nước tỉnh táo lên. Em đừng để 500 nó cám dỗ. Tỉnh táo lên. Nước mắm nước tương nhiều lắm, gấp 3 lần lận. Bây giờ hình à, phần thưởng chỉ có một thôi, nhưng mà hình phạt gấp 3. Ừ, đó chứ. Dạ. Cô ba làm gì sợ chứ. Cô ba xuống gì chứ. Trời ơi. Cô ba cái nhảy cốc qua mà. Xong luôn. Trời ơi. Tỉnh táo rồi. Trời ơi. Hãy làm xị đi anh. Ok. Nước mắm. 4 ly. Ủa? 4 ly. Nói gì nữa? Cái khu này là đồ thưởng mà. Không không. 3 ly nước mắm. 3 ly. Anh nói mày tỉnh táo lên. Mày đừng gì tao 500 ngàn này mày bị lóa mắt. Lành lành uống mắm tốt lắm. Đúng rồi, thử ly thì biết tốt không à. Đúng rồi, thử ly thì biết tốt không à. Nó giống như whisky gì đấy mà. Trời ơi, nó phun ra thúi quắc luôn. Mà nãy nào nói là uống mắm tốt lắm. Dạ. Ê, tính ra là phải lấy thêm ly nữa chứ, tại vì hồi nãy nó phun hết ly rồi. Thôi được rồi. Đã chơi hôm nay còn đeo dây chuyền sai lầm nữa. Sai lầm hả? Không sai lầm. Cái này là sai lầm. Cái này là sáng lắm. Cuộc đời chưa cầm được nước mắm. Vô anh em. Mà anh em để vô mình á, anh em không dám vô chung đâu. Quá đã. Thôi, không chơi đâu, không chơi đâu. Giờ thêm 5 xị nữa chịu. Rồi. Đỡ liền chứ. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Ai. Thôi, không chơi đâu, không chơi đâu. Đỡ liền chứ. Nè, mấy cái khu mà hội chợ hay gì á, nhờ mấy người này mới vào đó. Bây giờ là luật mới là mỗi người chỉ có một lần ném trúng phần thưởng thì lấy, còn không trúng phần thưởng thì phải uống bất kỳ một loại nước trong đây. Không được phần thưởng là auto uống. Đã uống tới 3 ly rồi thì thêm 1 ly có gì đâu. Trời ơi mày. Nước mắm. Rồi ai đứng không? Em chơi nha. Em là uống sẽ uống ly nước chanh. Lẹ đi cô ba. Cô ba trường lên luôn đi cô ba. Cô ba ngồi tới cô ba trường lên cô ba bóp bỏ vô. Mấy cô ba chơi đây cô ba thải luôn đi. Cô ba chắc nước mắm quá. Cô ba nghiêm dưới mặt cô ba này nhìn nó mắm lắm. Cô ba mặt đổ dầu quá để em chậm cho cái. Nè chậm miếng nha. Cô ba làm hồi hộp quá. Rồi ly nước mắm. Anh lên dưới anh. 2, 3. Nước chanh sao nghe mùi nước mắm, lấy cái ly nước mắm nãy phải không? Enter nữa.
chơi vẫn là một ly thêm tờ đúng không, bỏ hết mấy cái nước phạt này luôn, một lần chơi 50 ngàn ai chơi. Trời ơi gì chứ, nói cho nước mắm phải còn chứ không có hình phạt kỳ lắm, nó chỉ có hai cái thôi, cùng tất cả còn lại là hạnh phúc hết. Cho anh mượn 100 đi. Thôi tiền anh đi xài đi ba. Cho mượn, lấy nữa trả. Anh em mình ít có nói chuyện nhau lắm. Cho mượn tiền nó xui lắm, đừng cho. Không mượn luôn. Rồi ok. 1.500.000. Rồi hai lần. Xong rồi đó. Mất 100 ngàn. Lần thứ ba luôn hả? Chơi lớn vậy? Trời ơi, 150 mà. Ba lần vô đi rồi chia lại cho em 500. Em chơi tiếp. Đây. Em chơi tiếp. Nhưng mà anh không lấy, anh bỏ vô đây luôn. Ok chưa? Rồi, vẫn như cũ. Không biết mua nhiêu vậy? Vật phẩm không quy bằng tiền. Ấy tính anh Giang làm game này được quá hả? À. Có bỏ gì đâu. Bỏ gì đâu. Bỏ miếng ly nước mắm ra giờ quá trời tiền luôn. Ba đứa này chơi miễn phí luôn. Rồi, mở đưa lần. Wow. Nhẹ thôi, nó mới có nhiều cơ hội, nó tưng nhiều nó nhiều cơ hội. Ờ nhưng mà anh chỉ chi đi ảnh có vô gì đâu. Người ta tự cho. 200 này chút vậy. Bây giờ 200 em cho luôn đây luôn. 200 mình đặt lại luôn. 200 mình lấy đặt lại cho người may mắn tiếp theo. Cho luôn trả nợ. Cho những người may mắn tiếp theo. Đặt lại 200 của bà, lấy miếng của bà. Đặt. Tôi không ngờ là anh chơi tồi như vậy. Mà có nghĩa là tiền. Nhét lại 200. Hay thiệt. Hay quá. Quá đã. Thôi giờ tiền nó còn có 200 chơi làm gì nữa, nghĩ đi. Mèo quá. Nghĩ ha. Mất hứng thiệt chứ. Cô ba liền cô ba không lấy được. Cô ba đang đợi cái boss lên 7 triệu, cô ba mới vô. Mày làm sớm quá. Đây đây, anh bung ra cho. Đã đến lúc nói lên câu giá từ. Cô ba đưa tụi em về Sài Gòn luôn hả? Đâu, đưa ra xe thôi chứ cô ba còn phải bị hành hạ ở đây nữa. Dạ, từng đứa ra đi, cô ba giúp cho. Sướng nha, đi về còn hả được 1.500.000 nữa. Trời, cái đó là do chúng em hay thôi. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt chú Trương Giang nhé. Con đi về Sài Gòn rồi, tạm biệt chú Trương Giang. Bye bye mọi người nha. Bye bye chú. Tụi em đi, lập nghiệp nha. Về tập trung như công việc hay chưa? Tụi con đi khẳng định vị trí của tụi con nha. Ok. Mai mốt ngủ cho con xuống nhiều dạ. Chơi vui quá trời. Bye bye các con nha. Bye bye mấy anh em. Bye cái xoài cái mận nha. Bye bye anh, ở lại bảo trọng nha anh. Về đó rồi hả, quán cà phê coi hôm nào vắng quá thì kêu anh xuống anh hỗ trợ cho. Dạ được anh. Được không anh? Được. Có gì em nhắn tin anh Phát nha. Ừ, nhắn anh cái hôm nào anh xuống anh chơi. Đi bữa nào mình làm nguyên cái to to đi. Nhắn tin mình qua cho anh. Mình làm tấu hề đâu. Trời ơi, mình không muốn đi xa cái nơi này. Về chắc em nhớ cô ba dữ lắm luôn á. Vậy hả? Dạ. Về Sài Gòn nhớ cô ba lắm luôn. Chứ sao bữa địch cô ba dữ vậy? anh có muốn xuống dưới chỗ để chơi tụi em không? Có. Mình làm về một nhắn anh. Ừ, về nhắn anh. Miễn phí nha. Ừ. Để gọi tụi em bán vé tụi em kiếm lời. Đúng rồi. Trên cái sự miễn phí của anh. Hỗ trợ tụi em. Yeah, Long, yeah. Nghe gì chưa Long? Nói gì nữa? Đàn anh ta vậy đó chứ ai như Phát Hồ. Gì nữa đâu thừa nữa. Em về nha cô ba. Ừ, bye. Ôm dữ lắm vậy kiếm cơm cho tôi kiếm cơm. Nó ôm gì đó chứ vậy nó viết thêm bài đó. Viết thêm bài đích của ba hả? Trời ơi. Trong giây phút này nó bình tĩnh lắm mọi người. Bình tĩnh lắm. Dạ em chắc em nhớ mọi người ở đây lắm. Nhớ mọi người lắm. Nhớ lắm, quên đây. Sao được. Nhà trò để tìm. Thôi hay lắm. Giờ mới tới hiện dữ trời. Bây giờ mới tới hiện cái nơi. Trời ơi. Quên sao được. Rồi. Nhà trò để tìm. Bye bye cô ba. Bye bye cô ba. Bye bye mấy đứa. Bye bye Phát. Bye bye Destiny. Bye bye Destiny nha. Bye bye. Bye. Về Sài Gòn ráng nha. Còn hỗ trợ gì nha. Bye bye nhà trò Destiny. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ladies and gentlemen. Ok. Hồi nãy là coi như là mất hay xì rồi. Ba đứa nhỏ đã về với một tài khoản 1.500.000 trong tay rồi. Quá trời. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi đây, mình để đây mình thổi. Thổi vào cái gì? Lấy cái đó. Không, nhưng mà cho em ý kiến nha. Ý kiến gì?
em đã mất 2 sĩ rồi, em xuống đường xa mấy trăm cây số rồi mà anh cho phần thưởng nghèo nàn quá. Trời ơi, loa rồi bia rồi sạc cái đó em thấy là nó không giá trị bao nhiêu. Hay là anh để chiếc vết bao vô được không? Không được, nhưng mà mình có 2 set cơm. 2 set cơm. Một là canh chua rau muống tôm, cá sặc bổi, xoài trộn với lại cá hú khô, keo. Hoặc là một combo hoàn toàn khác là mấy cái kia không ăn nữa, bánh xèo cá kho mắm nêm. Nhưng mà sao mới thắng? Vô cái nào thổi thắng? Thổi á, thổi một hơi đúng không? Người nào bị phạt nhiều thì thua. Mỗi người có 3 lượt chơi xen kẽ nhau, ai mà gọi là phần thưởng nhiều nhất thì người đó được quyền quyết định bữa ăn trưa nay. Đây nãy thấy anh Luân mạnh miệng nhất, Luân chơi trước đi. Thổi khùng quá, nãy em đi trước là nói chung là nó Luân có hay thổi không? Đâu, em đâu có hay thổi ít lắm nè. Anh Thiện thổi dữ lắm á. Anh Thiện thổi trước đi, thiệt theo tôi đi. Nãy giờ chưa thấy anh Thiện chơi trước đó nha. Đúng mỗi rồi. Người mỗi người 3 lượt xen kẽ. Một hơi đúng một không? Một lần là... một phát một. À, hay là em thổi từ từ được không? Không được, một phát một, từ từ thì rửa chén. Nè, rửa chén chua lắm nha, ở đây nhiều chén bát lắm. Ê, phần thưởng điều hưu mà thấy dọn phòng rồi rửa chén luôn ha. Cho nên đừng bao giờ để rơi vào đây nha, dọn phòng thì cũng chua lắm nha. Thôi em cứ mạnh trước đi tính. Thì gì vậy? Thôi, em coi lỡ anh viết dưới dọn sân vườn chết em luôn anh. Không có, bề nổi thôi. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa? Rồi cái này khoan chắc em thử được không? Em thử thôi. Rồi tới em. Cái đó là dọn đồ về quê luôn anh. Anh biết không, người giàu người ta mới có quyền thử, nghèo như mình là thật đi anh. Đâu nghiện hả? Đâu nghiện hả? Vô đây thấy ngon rồi. Em giàu lắm mà, cái đó anh thử. Rồi đó, sang kẻ. Tức là hai người rồi, rồi kia là 2 lượt không vô. Em chỉ cần vô bất kỳ cái nào, dù em có dọn phòng thì em cũng đã gọi là chiến thắng một lượt. Chiến thắng một lượt. Đúng rồi, là được ngon rồi. Ừ. Thôi dọn phòng mà chọn đồ ăn cũng được, dọn đi em. Nhưng mà phải bị dọn phòng. Khó. Rồi chứng tỏ là thành công. Mấy quả. Quả tới. Quả tới. Anh đang làm cho mày tiêu tốn hơi đó. Mày quá trời ơi, tôi thấy nó để đề ba cảm giác vừa giống bay tới đây luôn nè. Tiếp theo. Lượt cuối cùng. Thôi, vô rồi đó, rửa chén đi. Không à. Nhưng mà cũng có thành công. Ờ, có thành công một lượt. Em hiểu không? Được ăn. Có thành công là được chọn đó. Ông vừa khoét cái lỗ ông giờ thổi nhẹ nó dính tiền phải không mạnh lên. Giỏi. Em là xa nhất. Sang Kỳ Phong. Đây. Sang Kỳ Phong lại dữ vậy. Đến từ Minh Tuấn Mobile. Ờ. Sang Kỳ Phong. Chơi dữ vậy trời. Sao em quyết định đồ ăn đó, em xa nhất á. 200 ngàn phải không? Dạ. Lấy được rồi. 1 triệu bạc của người ta. Ừ, dữ vậy. Chơi dữ vậy trời. Lấy ra nha. Đó. Sao thổi sao mà xa dữ vậy? Sạc nhiều phòng, là em được quyết định đồ ăn rồi. Ừ. Em thổi nó bị văng chỗ khác không à? Cứ văng chỗ khác không à? Ê, công nhận anh Giang chơi mấy game này mình cảm giác mình muốn chơi tiếp. Ủa, anh thử. Trời ơi, tức quá. 3 lượt rồi đúng không? Tức quá. Hết rồi, hết rồi. Em mấy lượt rồi? 3 lượt luôn rồi. 3, em 2 hả? Giờ 3 nè. À, xạo. Đúng rồi, ai em 3 lượt. Mà. Ờ. Thiếu ngủ, quên. Giờ sao anh? À, thôi, giờ Lưng là người quyết định cuối cùng. Tất nhiên rồi. À, thôi để em với anh Thiện, nói chung là hai anh em cùng. Em cũng thích ăn cá hú mà anh không thích thôi. À, em chọn cá hú. Cá hú kho ba chỉ, đúng rồi. Kêu quá. Ừ, đó. Rồi à. Anh nó lừa em quá anh ơi. Cá hú anh xèo. Cá hú ok mà. Khô sạch okay. Mỏi xoài bằm. Ok. Với okay. Lại canh chua tôm rau muống. Đúng. Thấy không? Thấy đấy. Ok. Hái rau muống không anh? Có bao tay không? Bao tay gì ngắt, lấy cái tay ngắt thôi mà bao tay gì? Ở đâu, anh đâu muốn đâu? Muốn đó đó. Em giả bộ thôi chứ hồi nhỏ em đi hái đâu muốn cho heo ăn hoài. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Song Luân đang làm một cái thử thách, đó là mình sẽ thực hành cái thử thách là Luân lặt rau muống rồi luộc rồi lặt. Ê Phát, em có biết cái câu lặt rau muống rồi luộc gì không? Em lặt rau rồi luộc. Chị lặt rau luộc rồi. Ok. Luân lặt rau rồi luộc. Luân lặt rau rồi luộc. À, chị lặt rau luộc rồi. Mình sẽ vừa đọc cái đó, mình sẽ vừa
vừa lặt nha. Luôn đặt rau đồi luộc, thì luộc rau luộc rồi. Bây giờ mình lặt, lặt là lặt cái nào? Thiệt nè, anh lặt gì nè? Mình sẽ lặt ở dưới lên đúng, đúng không? Đúng rồi, mà đó mình đã để giữ lại gốc đúng không? Đúng rồi, để giữ gốc để nó mọc lên nữa. Nhưng mà anh đừng có lặt sát gốc nha. Cỡ này được không? Cỡ này được không? Được, 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 được. Okay. Ngồi như vậy lâu là không tốt nha. Người ta nói ngồi vậy lâu bị trĩ đó. Sao em chỉ quá cái khác rồi ghê. Nói nhiều vậy để cho có lên sóng cho nó có hình mà về ông Giang cũng cắt hết trơn rồi cũng vậy thôi à. Có tiếng được cũng cắt à. Ừ gì hả? Thì ra về tiếng được cũng cắt hai mình đi luôn á. Thằng điên rồi. Trời ơi, công nhận á, lúc mình lặt rau này nó làm cho em nhớ lại thời tuổi thơ. Em thề luôn, hồi xưa anh hiểu biết không? Mỗi lần trước khi em đi học là em phải đi vô em lặt cái rau muống á, mà hồi xưa rau muống là ở phía sau chuồng heo á. Là nhà em nuôi heo mà phía sau chuồng heo nó có nhiều phân á, rất là nước rồi phân heo rồi nó quện lại á, nó muốn là nó mọc lên tươi tốt lắm. Xong rồi á, người ta gọi là phân hữu cơ đúng không? Phân hữu cơ tươi tốt lắm. Em lặt cái rau đó là cho thỏ ăn nè, tại nhà em có nuôi thỏ nữa. Rồi cho vịt ra, nhà em có nuôi vịt nữa, cho gà. Ủa nhà em ở đâu? Gà luôn. Nhà em ở Đồng Nai. Anh thì ở trên thành phố cho nên anh cũng có nuôi thỏ. Nhưng mà anh nuôi thỏ, cái hồi xưa anh nuôi nó được thời gian á. Nhưng mà không, nó anh không thích nuôi, nó thúi quá. Anh nuôi thỏ là nuôi thỏ kiển đúng không? Ừ, thúi quá à. Còn em là nuôi thỏ thịt. Rau muống này là cho heo, cho thỏ, cho gà, cho vịt, rồi ăn nhiều hết luôn mà người ăn luôn. Rau muống có chưa vô tại nấu cơm? Có nhiêu đây ạ, à? Được không? Anh ở này đủ rồi chưa anh Giang? Dư rồi. Dư hả? Anh cái signature của lặt rau muống là gì anh biết không? Là gì? Là cái móng tay đen thui nè. Có gì khó cho em làm không anh, chứ anh cho em lặt rau đồ dễ quá. Easy. Easy không? Okay. Easy, cái này quá dễ rồi. Mấy trái? Một trái thôi. Lương nè, lấy cái chén dở ớt tỏi Lương. Trời ơi anh xem thường tài nghề nấu ăn của em quá vậy. Hay là anh Lương làm này, cái tay anh đô nè, làm này cho anh đẹp. Mình có cần bỏ tí muối vô rửa không anh? Không cần đâu, nhà anh không có thuốc. Trời ơi, bào gì đâu mà để nó nát bấy vậy không? Thì cái máy bào này nó được vậy thôi. Đâu, người ta bào ta đẩy xa xuống là nó sẽ dài ra. Thôi lỡ rồi. Rồi, ok. Thứ yêu quỷ đâu không. Đó, rồi, rau xong. Để vào đây. Rau xong, nó rửa vậy đây mà rau xong nè. Ôi. Thì anh kêu em rửa thôi, anh phải dặn em thêm là bỏ mấy cái... Rửa lại đi, vừa quá. Thiện ơi. Để em. Đổ nước nhiều vô, lấy cái thao bự lên. Ủa Thiện ơi, đẹp trai mà ở dơ quá. Hả gì là cái mùi khấm khấm nãy không phải là do anh uống nước mắm mà là mùi của anh hả anh Thiện? Anh Lương anh rảnh anh đứng anh hát bài đi. Mọi người có biết câu chuyện sự tích của quả xoài không? Anh Lương kể chuyện đi, anh Lương kể chuyện cười nghe hay lắm á nha. Để 12 giờ đêm đi ha. Vậy hả? Ăn cây nhiều hay cây ít nè? Cây nhiều cưng. Cây nhiều thì thêm ớt nè. Con cá đã mặn rồi mình phải phay ngọt vô cái xoài. Cái xoài nó chua nữa là vừa. Lần này xong thiệt nè. Biết bao giờ mà trưởng thành được, nát bét hết rồi ăn gì nữa. Quỷ kia nó làm cho nát bét á cho mấy em. Công nhận nha, anh Thiện á, ảnh ngoài cái rửa rau dơ, ảnh còn dựng chuyện hay nữa nha. Đâu nãy mình coi kỹ rồi mà. Rửa sạch đi luôn nè. Rồi lấy kéo cắt. Nè, chỉ cho. Cắt đúng tô đầy. Rồi. Ghê quá. Em lửa rau chưa cắt. Cái cài mà sao ở dơ không vậy chứ. Anh cắt rau lựa rồi, okay. Ok. Em lựa đâu chưa cắt. Anh cắt rau lựa rồi. Ok. Rồi em lựa đi rồi anh cắt. Đây, giờ em lựa đâu. Đẹp trai làm sạch sẽ xíu đi, đẹp trai ở dơ quá. Em làm sạch sẽ rồi đó. Em cũng cố gắng chứ bộ. Nhờ chương trình của anh Giang, khán giả mới biết ở dơ. Nhờ ông nói á, chứ thiệt ra anh đâu có ở dơ lắm đâu. Cứ ở dơ vừa thôi. Gì đó anh Giang ơi. Lấy cái nước mắm đó bỏ hai muỗng vô cái xoài đó trộn lên. Trộn vô tô luôn hay là bỏ ra tô bự hơn không anh? Không, tô khác để trộn cái xoài không thôi. Phát ơi, em ở đây mấy ngày rồi mà giờ em để nói cỡ đó thì anh không hiểu em luôn á em. Em nên gọi là cởi bộ đồ đó trao cho người khác đi. Cái này nó hơi vụng ha, dài dài nữa không? Không biết bào. Đẩy một đường thôi, bà đẩy cái nửa đường cái bà dừng lại. Cái cục ngắn ngắn á là gãy gãy là của anh Thiện bào. Với các khuôn nữa. Cái nào mà chật chật bể bể có lẽ anh. Đủ rồi đó phải không Giang? Đủ chưa? Vậy đủ chưa? Em mới lựa đi con. Rồi ok. Thà anh nói là cắt vô tô mình ngồi mình lựa thấy không? Anh truyền đạt nó cũng chưa có rõ ràng. Đúng rồi. Để cảm thấy mình đã ở dơ rồi còn lương lẹo nữa.
ông lớn tuổi rồi. Ừ, lún lẫn sao giờ này thấy anh khó tính hơn á, đúng không? Đúng rồi, chứ hồi xưa lớn tuổi vậy đó, hồi xưa Thiện cũng ở dơ vậy mà anh có nói gì đâu. Trời, tự hào ghê, ở dơ mà tự hào ghê. Kiểu mà những câu nói ngớ ngẩn của Chí Thiện tổng hợp lại. Không có, hồi xưa anh cũng ở dơ cửa anh chưa nhận ra. Còn giờ anh ở sạch hơn rồi. Mà ông nấu ăn lẹ lắm, ông làm gì cũng lẹ lẹ chứ. Không biết theo, chín đâu không biết. Theo không kịp. Thấy không, sẹt 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 quay lời xong xong món. Rồi hai cốc đầu kia không làm được gì thì dọn chén đũa đi. Đúng rồi, dọn chén thôi. Trời ơi, nhìn mấy con tôm ngon quá mà mấy ổng không cho ăn bánh xèo. Chiêu 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 chiêu. Rồi đi lên trên kia đi, anh em mình lên. Trời ơi, khỏe như vậy ta. Ui, nó mưa, có mưa hoài luôn ta. Trời ơi, đổi xe rồi thôi. Ủa, ngồi thiệt á hả? Ngồi ngồi uống trà đi, cơm hồi, nước rồi. Ngồi hồi. Cơm nước xong chưa, kém quá vậy, cơm nước kém quá. Ngồi hồi anh sợ ổng chửi nữa. Uống trà đâu. Cơm nước kém quá, trời ơi, lâu ghê á. Quá tuyệt vời. Tôi nói gù phát nè. Gù canh chua của em á. Ngọt ngọt hả? Miền Tây hả? Ừ. Phát ơi, xong chưa, lên dùng trà. Đợi xíu nha anh chị, anh trai. Nếu lên đây là mai nó bị đuổi á, không dám lên đâu, không dám lên đâu. Còn mình là trước sau mai cũng bị đuổi rồi. Phát ơi, lát em có lên em cho anh quái giang trái chuối được không? Chị kêu ai? Anh nói em á. Không, chị mới lấy cho. Nếu mà em có lên á, bé lên bé cầm giùm anh trái chuối lên được không? Ôi chuồn chuồn quá trời kìa, chiều nay mưa nữa nè. Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay cao thì nắng, bay ở không cái gì. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Anh Thiện ơi, anh hưởng ứng với cái miếng của em được không? Không, anh nói không kịp. Anh cũng muốn hưởng ứng lắm, nhưng mà nếu anh hưởng ứng nhiệt tình quá thì nó xạo quá. Đầu bếp yếu quá. Không, anh tò mò không vô, không nấu gì á. Em ngồi đó thiếu nha. Đã nấu cho ăn rồi mà hay vậy lắm. Cơm nước kém. Con người sống mà không có lòng biết ơn á. Em nói xấu ai vậy? Nè, nhìn con cá được, ok chưa? Nhìn con cá ok chưa? Dạ, uy tín chưa? Uy tín. Làm một bài thơ về nồi gan đi. Ừ, em giỏi, ừ. Làm đi. Anh đối đáp lại cho. Ok. Anh Giang nấu cơm bằng nồi gan. Trời, cái thơ gì Trung Quốc vậy? Trời đất, kiểu xấu. Nếu mình có gan thì mình ăn cơm. Hai anh chơi nhau hầm. Hai lên chỉnh nồi đi. Anh Giang nấu cơm bằng nồi gan. Nếu anh có lên thì cho em quái giang trái chuối. Ủa? Hai anh tham gia chương trình này thể hiện vậy không sợ đàn em khinh thường hả? Này này, bưng lên nè, đừng ra đề nữa. Bưng lên là được rồi. Bưng nào anh? Phát ơi, em nghe. Mở đó lên. Trời ơi, không có gì. Ê, cái này mà em làm đổ cái thành là ổng ăn hại luôn á. Chua chua. Bỏ chó bằng chó chó. Nướng cái gì nữa? Bỏ chó, bỏ chó chó. Trời ơi, mới nướng cái gì nữa. Chua chua giòn giòn, nó nướng bỏ chó bằng chó chó vậy. Đẹp trai mà bị điên. Trời ơi, cô ba với cô Tư hợp nhau á. Không có, cô ba cô Sáu. Anh trai chào chị của em đi. Ai vậy? Chị Sáu. Hello. Chị Sáu. Hôm nay chị Sáu đến thăm nhà của chúng ta. Mời chị Sáu ngồi. Đây là anh trai tự nhiên, của em. Tự nhiên nha. Phát ơi. Chị Sáu hồi bị chó cắn rồi. Phát. Em nghe. Nhỏ này ngồi để mày lên. Tội con chưa. Rồi đi vậy, bưng cái mạng lên. Rồi ok. Có chừng té dấp, té là ăn cám luôn nha. Sao ổng coi thường mình quá ta? Đi bưng cái này cũng không được sao, sao té được? Chứ sáng giờ anh làm gì mà người ta coi trọng anh? Anh chưa thể hiện được gì luôn. Quá trời rồi. Ê thơm quá anh ơi. Dở cái nồi cơm lên đi mới hồn à. Mình hay mình chọn món này hợp lý ha. Chứ mấy đứa ăn bánh xèo đồ nó bèo bèo lắm. Nè nhìn nè. Thơm thơm. Trời, cái món này kiếm ra là mấy đứa đừng có giỡn. Trời ơi, cái tó thấy có lý. Trời ơi, cơm khoai mì. Ê ngon quá ha. Rồi, em ăn liền luôn á. Rồi, để nhường cho anh Thiện trước, anh em Thiện làm việc cực lắm nhiều lắm à. Em tưởng anh lớn hơn anh Thiện chứ. Đâu có. Nhìn mặt nó già thôi chứ. Anh lớn sát thôi. Lớn sát mà yếu anh. Yếu hơn em. Chị Sáu. Ok, đưa chị Sáu nè. Ôi. Nhìn cái miếng mỡ cá kìa. Trời, cái miếng mỡ cá như nó rung 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 giống cái nọng của em luôn á. Trời, đúng hát thiệt. Mày nói chuyện với tao đó luôn. Tiếp đi. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Em dứt đây. Cho xin phép ạ. Mời em nha. Chưa?
quá. Má ơi, công nhận cá hú ăn ngon, má hú hả? Mình muốn khô cá kìa. Ở trong còn mọng nước. Ồ, hiểu rồi. Không khác. Còn xoài mà đẩy dài xíu nữa ngon ha. Do em á. À, em vừa cắn cuốn nước khoai mì. Ngon. Đúng rồi. Nào tên năng lắm. Trời ơi, nhìn cái cơ bên cá. Sáng này là đúng rồi, sáng này mình nói ớt á, ớt là bình thường á mình cắn không, nó chị thấy nó không có thơm, hôm nay mới thơm nè, ớt để mặt tự nhiên á, có thơm, tất cả là tự mặt không, là do chim nó nhả xuống hả? Không phải, để là anh vẫn ngại không? Lúc đầu á, lúc đầu anh mình có trồng mấy cây không? Rồi trồng ăn, hộp nó tự rụng rụng, rồi chim ăn, nói chung giờ xung quanh giường chỗ nào mới, tao muốn cơm cháy à? Ăn cơm cháy không? Có. Nè, mình trái vô lưng nè. Rồi, cảm ơn. Quá tuyệt vời. Chạy không? Chạy. Hết rồi. Vừa thôi. Dạ, đúng rồi. Đi bài. Mình mới biết ăn cá hú gần tháng này nữa nha. Dạ. Em mới biết á. Có nghĩa là trước em không bao giờ ăn cá hú luôn. Cảm giác nó trơn trơn, không thích ăn á. Xong rồi bữa đi ăn, đi order trên một cái quán thì nó bán ho, cá hú hú ho giống vậy nè. Xong rồi tự nhiên ăn kêu, ủa sao ngon quá ta, dính luôn. Em ăn 4 ngày liền. Giờ mới ăn lại á. Ngon kia kho kiểu miền Nam. Ngọt ngọt. Sắp tới anh có một nhỏ cháo. Tôi sắp ra bài mới, không biết Lương có hỗ trợ được không? Sao em cảm giác thấy... Thiệt mà. Nó ra một cái bài gọi là đau thương, chia tay, bi lụy. Khủng khiếp lắm, nó cần một người hát đúng cảm xúc đó. Được không, em chịu không? Thôi, anh đừng gài em. Không thiệt mà. Ca sĩ nào vậy? Thôi. Thôi, ai nói ra. Mình bây giờ dự án chưa công bố mà. Là phải giấu. Giấu. Thằng bé nó xinh lắm. Mà nó quyết đoán, bé nó nhìn rất trẻ trẻ nhưng mà quyết đoán. Em mò mò quá, em không có biết câu chuyện của ba người nói á. Em cũng muốn biết. Không, không biết mà. Anh ơi, em cũng đâu biết gì đâu. Thôi, tại bé cháu anh Giang mà bé cháu em đâu biết. Đúng rồi. Giờ nó tên em đâu sao, tại cháu anh mà. Ừ. Thôi mà tại vì lấy người ta chưa ra. Đúng rồi, giờ người ta chưa ra. Anh đừng nói. Thôi, mình cũng không nên nhiều chuyện. Ủa? Anh Lưng chỗ này sao tinh tế ngang vậy? Ừ. Được rồi, em mới hỏi tới đó luôn. Sáng giờ em sẵn sàng lắm hả? Ừ. Ủa bình thường là Lưng ở nhà ai nấu cơm cho ăn? Em tự vô đi chợ nấu ăn. Sáng 24 giờ sáng em dạy tập vô công đi chợ. À! Chứ không? Lâm một. Thôi! Ăn đi! Nghe quen quen ta. Dân mạng bắt đầu lên YouTube gõ coi ai nấu ăn ở nhà hả? Ừ. Đánh giá cao quá rồi. Có cho ăn dữ đi con. Dạ, ngon quá. Ngon. Ở nhà mẹ dặn là anh nhai kỹ, ăn từ tốn để người ta đừng quánh giá mà nãy giờ ăn gấp quá nè. Trong nhà không mà. Ừ, cơm cháy ăn ngon. Mình cắm hả? Có chứ. Hôm nay chào trò, chào đón hai người là Song Luân và Chí Thiện thì trời mưa quá. Cũng chưa biết họ như thế nào. Hai người đàn ông đẹp mà ở dơ. Đừng nói vậy ta tưởng nó dơ thiệt á. Vậy hả? Anh sao? Có ở giờ chút chút thôi. Tại vì anh không có biết lặt rau. Em là trời nổi danh là người đàn ông cũng sạch sẽ đó. Em là bị OCD. Bồ đi mà bước chân trái trước năm chị phải bước chân phải dạ. Cho cùng với nó. Bởi vậy mới đó. Anh thì đi qua bên cái cánh đồng bên kia gặp cái bánh lột đầu rong. Nói chung lại mà cũng hay nữa ha. Sáng giờ nó cũng đuối rồi. Ừ. Miếng nó cũng đuối. Ừ. Ừ. Ngay cả anh là nhân vật chính của câu đó mà anh cũng thấy nhạt đó. Vậy là mốt anh quay show gì mà có 2-3 tiếng thôi. Không, anh nghĩ là do bộ đồ á em. Dạ. Sáng giờ bộ đồ kia anh thấy nó bộ đồ dí. Rồi, không ai. Mày màu gì? Bộ đồ bộ... Anh mạng gì? Màu máu. Đổ máu. Máu. Quăng miếng là đổ máu. Ừ. Còn màu xanh là hy vọng phải không? Không, màu xanh là cảm lạnh. Ừ. Ê, sáng giờ được thái được. Được, anh thật thiệt đó Huy. Ê, khẳng định nha, không những ở dơ nha. Mà con vô duyên. Không thiệt, mỗi lần anh kể chuyện cười á bị vô duyên thiệt, nó không kể chuyện cười được, anh kể chuyện cười tự cười không à. Anh cứ kể cho em thôi, tự nhiên có người khác sẽ dập cho anh thành có duyên à. Xin mà kể. Thích kể chuyện cười lắm. Đúng rồi, thưa có thể kể đó, em hay sưu tập mấy chuyện cười á mà kể vô duyên quá cái thôi, không thôi này không dám kể nữa. Anh hiểu có một nguyên lý nè, khi mà anh không ngại thì người khác sẽ ngại. Người khác sẽ ngại à. Mà em thấy nguyên Smith đang ngại anh rồi. Giờ mới là quan miếng là né né chứ thiệt. Không, anh đỡ được, anh đỡ được. Anh không thạo miếng được thôi nhưng mà anh đỡ được.
Anh biết là từ đây tập gym anh kho lạc á. À, chứ bình thường anh kho mặn hơn. Em thấy này mặn mặn mới ngon. Mặn mặn xíu á. Tại vì hồi nãy em quất cái kèo á, cái kèo ở dưới á nó cũng kho. Lưng nó lưng nó tập gym mà không ăn mặn được. Kệ nó chứ anh. Ok em, đã bị bồ bỏ rồi mình giờ. Okay. À, ăn uống còn không được nữa. Ủa, em. Ủa nãy giờ mình khoan, nãy giờ câu chuyện là nên là tập gym là một vấn đề phụ thôi. Vấn đề chính là anh Giang bị thận yếu. Kho lạc lạc ăn nha. Đàn anh nè, đàn anh mình không mà chù quẻo đâu. Ăn nữa có bị kỳ không? Không gì vậy. Ok, cho chén nữa. Ăn xong mà ngủ trưa một giấc tầm 2-3 tiếng thôi, nói gì nữa. Qua thiếu ngủ quá. Đi game, đi quay show người ta mà đòi ngủ 2-3 tiếng. Hay mình quay khúc ngủ được không anh? Anh chưa tôm, vừa em luôn. Không còn thứ gì luôn. Vậy rồi đâu bếp mừng á. Nếu như mình ở nhà mẹ em nấu mẹ mặn sạch bách luôn á. Hồi xưa đặt cơm. Đặt động rồi động rồi. Thấy khoai mì không? Không thấy cơm. Khoai mì xưa rẻ ăn cơm á. Khoai mì là mình tự trồng được. Rẻ bèo xưa khoai mì người ta làm bột không chứ. Xưa cho cả heo ăn mà. Ừ. Còn gạo sướng lắm. Nên có gì ăn đó rồi. Một đồ nào xưa nấu được nửa chén gạo hơn. Còn lại khoai mì khoai lát hết. Còn ăn không biết ăn nữa. Nào chứ. Lâu rồi mới ăn 3 chén cơm á. Anh thử ăn mặn chén này nhá. Không em ăn 3. Trở về với thiên nhiên. Trở về với tuổi thơ. Là nơi nào em đã ước mơ. Hả miệng ra. Rồi rành đi. Đó vừa. Vô ơi. Vô. Chúc cho công việc là sắp tới thuận lợi á. Ok. Sức khỏe á. Mọi người sức khỏe nha. Bình an á. Ok. Hồi sáng xong Lưng có hứa hẹn kể một câu chuyện về quả xoài. Không có. Rồi. Không có. Vậy thì kể sự tích quả su hào. Đừng có là nhục mặt anh ở trên sóng truyền hình nữa. Củ su hào sao? Tại sao có củ su hào? Nhắc lên sợ. Củ su chạy ra nói với lại cái gì á. Sao mày hù? Đúng không? cũng coi chuyện cười trên mạng. Mà kể không có duyên. Sao mà bị người ta bán vốn?